Mực tươi rồi. Mực còn sống luôn rồi, mực tươi còn sống rồi. Bơi luôn rồi. Chào buổi sáng mọi người nha. Hôm nay là Hải sẽ có mặt tại ngay bãi biển của Hồ Tràm nha. Đây là khúc ngã tư, ngay ngã tư đi xuống biển Hồ Tràm. Đây là bãi biển của Hồ Tràm. Đây là khu phố, ở đây là cái phố đi bộ của Hồ Tràm cho mọi người. Và sẽ dẫn mọi người đi xuống đó đi tham quan nha. Ngoài cảnh biển ngoài này, những người dân họ đánh bắt cá hải sản của bờ nha. Tại biển Hồ Tràm đó mọi người. Cho mọi người xem tại khu bãi của bãi tắm của công cộng của Hồ Tràm nha. Rồi quay cho mọi người cùng xem người dân ta đi đánh bắt hải sản vô nha. Hiện tại thì có mấy chiếc đang vô. Ở đây là nhiều mọi người thấy không? Rồi mình sẽ đi xuống đó, mình sẽ quay cho mọi người xem. Vô giá không? Đây là mấy con gì mà có gì ta hả? Thánh giá. À con thánh giá nè. À, có đứa riêng mọi người, có đứa riêng mà đi lưới vô. Đây là đi lưới chanh nè, lưới ghẹ đúng không? Đúng rồi. Một giá không vậy ơi? Ở đây là mấy anh em đi lưới ghẹ vô nè. Gặp chát rồi. Vô, gặp vô. Nè, một khối đây nè. Đi mấy giờ vô mà giờ gửi vậy? À, đi sáng giờ mới vô mới gửi. Vô đồ dơ phải đập nát vậy ha. Chị kia bắn mực. Hôm nay vô đó có không anh cụ? Hả? Hôm nay đi vô có không? Được triệu chứ mấy gì à? À. Cũng ít đó mọi người, hôm nay đi rất là ít luôn. Đây gỡ đồ dơ mà vô dính kiểu này. Đây là con sâm biển nha mọi người. Nhìn đã không? Trời ơi nó bị móp, nó bị lột nó sao vậy chị ha? Gạch hả? Ừ gạch hả? À, mới là sữa thôi. Mới là sữa thôi, lúc đầu nó hình thành, bắt đầu hình thành mới gạch, gạch đông lại cứng luôn mọi người. Ăn là một con này chắc hai người ăn mới hết. Rất là ngán luôn mọi người. Coi đây bánh còn sống nha. Cảm ơn chị. Nên bây giờ bán mua rồi hả? À, một con nhiêu chị? Con đó 100.000. Đây bãi tắm công cộng của biển Hồ Tràm mọi người. Đây có một khúc anh đi lưới vô mọi người. Hôm nay anh này đi lưới vô cá sòng quá trời luôn mọi người. Cá sòng với cá ngừng, cá này mà nướng lên thì ăn đã đó mọi người. Cái này nướng bòi lên. Ăn ký nhiêu anh? Dạ. Cá ký nhiêu hả? Ký 40 à. Lắc lấy cho em ký được không? Về em nướng ăn nha. Có để ăn đi. Ờ em được rồi. Cá sòng, cá ký, cá thu. Dạ. Đây là anh Minh đi biển vô mọi người. Bây giờ chứ chờ chiếc xe cái lên lóc đi. Đứng lên mọi người.
đây cá quá trời luôn mọi người, nhiều thiệt luôn á. Anh đi đánh cá trong bờ đánh bắt bán này. Bán cá hết gì? Dạ, mình mất. Cái gì bán mực cóc đó. Ở bên con tôm bạc các mọi người. Đây là tôm này là dạng hàng chung nè. Bằng bự hơn nữa. Ở đây cá thần bơn nè. Cho mọi người xem. Ôi tí con cá con cái gì ăn rùm hả? Cúm đi. À, ăn cúm hả? Ủa con này ăn được hả? Dạ. Này có trứng này có gạch nè. Không mà quà không ăn được. Này về luộc ăn à? Ừ, luộc ra me. Luộc. Thịt chứ mà gán á, ừ con gán. Còn con này là con gì ta quên là con cũng cần cúm luôn. À cần cúm. Đây con mọi người con cần cúm nè, to mọi người. Con này ăn cái càng thôi. Con này thì ăn cái ủa ăn cái mình được hả? Ăn mình say à? À này người bạn nói là con này ăn không có thịt, chỉ ăn được hai càng đó thôi. Thương với hai mấy bạn trừ đó. À, thì bán mấy càng này là rắm me này kia đó mọi người. Cái một thau này luôn. Cho mọi người xem một tột. Mình đi vô là hôm nay là cá ngừng với cá thu sòng. Cá thu có sòng, cá thu là cá này nha mọi người. Đang cá thu nè. Với mấy con cá cá hố. Đây mấy con cá hố mọi người nè. Đây cá thu nè. Cái đầu là cá thu ảo luôn anh ha. Lắc để em ký cá về nướng ăn. À này con nướng nguyên một ngày cũng sẽ là đã. Cá ép. Cá ép to nữa ngon. Anh lừa cá chơi để em ký cá sòng cá ngân dừng được. Lừa cho một ký nha. Cá đất còn tươi mọi người, đang ngồi nhìn lưới luôn mọi người. Mình thấy anh chưa chịu gỡ. Ủa sao không chưa thao lưới gỡ cá nữa anh? Anh chờ ai hả? À để anh lựa cái đống cá ra rồi anh mới gỡ lưới mọi người. Đây là cái cây cái này gọi cái gì ta? Chị, cái này gọi cái gì ha? Cái san hô hả? Chị Phương. À, đây là cây san hô mọi người. Đây là họ đi biển vô được có mấy cây này về làm cái kiển mọi người. Làm chỗ hồ nuôi cá hoặc là hồ phong thủy này kia mọi người. Rất đẹp ha. À, bây giờ họ sẽ trưng. Nhiều mọi người, được không hết luôn, vẫn còn nè. Đóng lưới ra đây rồi mà vẫn còn cá nhiều. Đây anh đang mua ít mớ cá đây về sẽ nướng ăn trưa nay nha mọi người. Sẽ nướng mồi ăn. Em ăn có hai mẹ con ở nhà đâu nhiều dữ vậy. Ít thôi.
hai người ăn không ăn hết đâu mà. Tiền anh, với tiền em gửi. Chị có ghẹ tươi đâu rồi. À, cái anh này mới vừa ra đây. Người hải sản ở đây tại biển hỗ trợ mọi người. Mực tươi rồi, mực còn sống luôn rồi, mực tươi còn sống rồi, mực bơi luôn rồi, mực bơi luôn rồi. Tôi sống và di chuyển hàng đi lên Sài Gòn mọi người. Trên kia người ta đóng thùng đưa lên Sài Gòn rồi. Tôm nó bự luôn, tôm sú. Cá nè. Rồi người ta còn có chế biến mang theo nha mọi người, ở từng hộp nữa nè. Đây là móng tay xào mỡ hành, đây là ốc dây nướng mỡ hành, tôm nướng mọi, ốc hương xào gì đây hả Phong? Trái tỏi mọi người với là gà trái tỏi luôn nè. Ở bên này thì cá cam nướng mỡ hành luôn, rất là thơm ngon mọi người. Đây thiết kế cái này các bạn để đuổi ruồi nè. Đây ông chủ mọi người.
đây những quán ăn hải sản tươi sống và chế biến ở đây nha mọi người. Đó, nhìn thấy không? Đây thì là khu phố đi bộ dành cho người đi, bên kia là khu phố dành cho người đi bộ để tham quan chơi du lịch. Còn đây là cái làng để xe để chạy lui nha mọi người, chạy nha mọi người. Chợ Bà Tô ở huyện Xuyên Mộc nha. Hãy sẽ quay những món của người hải sản ở đây để có người xem nha. Tại đây Hải sẽ quay cho mọi người cùng xem tại chợ Bà Tô nha. Đây những bạn hải sản ở từ các tỉnh về như là như Bình Châu rồi hải sản về ở đây với lại bạch cái hồ Tràm mọi người. Hôm nay chợ đó đông người luôn. Không có được cá luôn mọi người. Có cơm, đục. Một con sống mọi người nè. Cả ghê. Không thích. Đó đi quay lắc quay mua. Hai cả mọi người. Chấm hai cái gì anh này? Đây một cầu con rồi. Chấm hai cái bột bạch tuộc trước đó. Đó là. Ở đây tại chờ bà tôi mọi người, giờ Hải sẽ đi sâu vào trong kia nữa thôi cho mọi người xem. Bên này cũng có nữa mọi người. Qua được bao luôn. Đây là bán sứa mọi người. Cái này là sứa tươi nè mọi người, sứa ra ngoài biển rồi bắt vô để họ làm ra sứa bắp gỏi mọi người. Dạ. Ở đây người ta cũng có chế biến sứa rồi giờ bán sứa mọi người. Bán bịch về họ làm gỏi á. Hôm nay rất đông đúc mọi người, hôm nay là cuối tuần. Rồi Hải sẽ đi sâu về và đi xuống dưới này thì có một cái chợ dưới nữa nha mọi người. Đó, rất là nhiều hải sản luôn ở đây tại ngay tại chợ Xuyên Mộc nha. Từ ngay cách từ ngã tư Hồ Tràm chạy lên chợ Xuyên Mộc khoảng chừng 9 cây số nha mọi người. Tôm bán tôm rồi. Đây là toàn chợ hải sản toàn ngư ốc mọi người. Đây là con sò mai nè. Đây lục đi biển vô sáng đây còn tươi luôn à. À còn ngáy luôn mọi người. Ừ, ngáy luôn. Bán ký nhiêu chị? Bây giờ em quay lên em đăng lên mạng em sẽ giới thiệu mọi người xuống shipper mua với chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ đúng rồi chị. Qua chợ đó mọi người. Ở đây một bên này nữa người, nó có nhiều luôn. Mắt cua đó mọi người. Mắt cua mẹ.
hôm nay chợ sáng rất là nhiều hải sản luôn. Hôm nay cuối tuần dồn về mua rất nhiều mọi người. Đây mực đó rồi, đó mình thâu thâu luôn. Ghé thăm vào chợ Bà Tô thì mua hải sản ở chợ gọi là chợ dưới phải không chị ha? Đây gọi là chợ dưới đúng không? Chợ đường sau của chợ. À, chợ đường sau của chợ của Bà Tô mình, mọi người có thể ghé vô đây mua đồ hải sản nha. Ở đây con đường này rất là nhiều hải sản tươi sống luôn. Hải ra biển mua được ít mớ cá sông mọi người. Nước mọi nè. Sông này rất là nhỏ nhưng mà thịt rất là ngon nha. Tại nó có sông to thì ăn không ngon, nó sáp sáp mọi người. Ăn nhỏ thì lại ngon hơn, nó ngọt thịt. Rồi là sẽ nướng sông cá rồi cùng mọi người cùng ăn nha. Tại hồi sáng nay anh Minh đi lưới vô rất là nhiều cá này luôn mọi người. Cá sòng, cá ngân, với cá thu, với cá hố nữa mọi người. Đây thì Hải mua được 1 kg 30 ngàn. Rồi mời mọi người miếng cá sống nha mọi người. Đây mày Hải đang ăn cá sống nè. Đây Hải cũng mời mọi người miếng cá sống nha. À. Rồi mời mọi người miếng cá sống nha.
Rồi mời mọi người miếng cá nha, tại không cá hôm nay là cá sông á. Vô bờ ăn ruốc nhiều, rất là nhiều mọi người. Anh Minh kia thì đi dính rất là nhiều cá luôn. Cá sông với cá ngân. Cái dính mà bệt lưới luôn mà. Rồi hãy mời mọi người miếng cá sông nha, cá sông này rất là ngon luôn, lý do là nó nhỏ, thịt nó rất là ngọt. Rất là ngon luôn, còn cái cá sông bự bự ăn thì cũng nó sắp sáp, nó không ngọt như mọi người. Nó không được ngon lắm, những cá này nướng mọi ăn thì đi nha mọi người. Rồi mời mọi người miếng cá nha. Hôm nay Hải đã ăn cá nướng, ngày hôm nay Hải ra ngoài biển mua được cái cá đang ăn đã xong rồi. Hải cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ đăng ký ủng hộ và để chia sẻ video của Hải nha. Hải cảm ơn mọi người, chào mọi người nha, bye bye.